Chào mừng các bạn đến với video review của Công nghệ Nhật.com. Máy hút bụi cầm tay là một chiếc máy hút bụi được thiết kế nhỏ gọn, người dùng có thể dễ dàng cầm nắm và di chuyển bằng một tay ở bất cứ nơi đâu. Đây sẽ là một dòng sản phẩm mà mỗi gia đình chúng ta nên sở hữu một chiếc. Chính vì vậy mà ngày hôm nay Công nghệ Nhật sẽ mang tới cho các bạn một chiếc máy hút bụi cầm tay Panasonic MC-FBV01. Và ngay sau đây chúng ta cùng tìm hiểu xem chiếc máy này có gì đặc biệt nhé. Đầu tiên, về thiết kế của máy có kiểu dáng tinh tế, hiện đại, máy có màu trắng, sử dụng điện áp 220V, công suất của cổng sạc là 17W, thời gian sạc trong 3,5 giờ, sử dụng liên tục với mức độ tiêu chuẩn là 35 phút, mức độ mạnh là 15 phút, dung tích bình chứa bụi là 0,6 lít. Máy có đèn LED hiển thị sang trọng, phụ kiện kèm theo máy có các đầu chổi hút khác nhau, chúng ta có thể lựa chọn loại đầu hút phù hợp với nơi mình cần hút. Máy có trọng lượng nhẹ, chỉ 2,3 kg và trọng lượng không ống nối là 1,5 kg. Bố trí phần chính ở trên cùng của máy giúp dễ dàng thao tác, trọng tâm cao hơn, gần bạn, giúp mang lại sự ổn định tối ưu và làm sạch nhẹ nhàng, tăng tính linh hoạt, tiếp cận được vị trí từ sàn cho đến trần nhà. Với tính linh hoạt của công nghệ không dây Panasonic giúp cho việc dọn dẹp nhà cửa của bạn trở nên dễ dàng hơn, làm sạch mạnh mẽ trên sàn nhà, những nơi khó tiếp cận và trên đệm. Các chi tiết có thể tháo rời thuận tiện hút bụi nhiều bề mặt khác nhau, đồng thời dễ dàng vệ sinh cũng như cất gọn bảo quản máy. Đầu hút sàn tự chỉnh hướng giúp việc dọn dẹp nhanh chóng, dễ dàng. Máy hút bụi Panasonic MC-FBV01 có thể hút bụi được nhiều mặt sàn khác nhau như sàn gỗ, sàn gạch, thảm trải, giúp làm sạch hiệu quả, nhẹ nhàng. Ngoài ra, đầu hút sàn còn được trang bị đèn LED ở phía trước đầu hút giúp phát hiện bụi bẩn ở không gian hẹp như gầm tủ, dưới ghế. Thiết kế hình chữ V thu thập bụi vào khe hút trung tâm một cách hiệu quả, giúp ngăn ngừa bụi sót lại trên thảm hoặc trên sàn sau khi hút. Thiết kế này còn giúp hút được các hạt bụi tại các góc dọc theo bờ tường. Với đầu hút khe, bạn có thể làm sạch hiệu quả xung quanh đồ nội thất và trong những không gian hẹp khác nhau như khe cửa, góc tường. Đầu chổi hút bụi hai chiều giúp di chuyển chổi hút vào và ra để hút bụi nhẹ nhàng trên bất kỳ bề mặt khó như ghế sofa hay khe ghế, ngóc ngách trên xe ô tô. Đầu hút rộng được chế tạo bằng ni lông mềm để loại bỏ các bụi bám trên sàn cứng và khe hẹp hơn, với kích thước nhỏ gọn để vươn xa hơn trên rèm cửa. Để đổ sạch bụi trong hộp chứa, bạn chỉ cần thao tác bằng cách nhấn nút dễ dàng. Sau đó bạn hãy rửa sạch toàn bộ hộp chứa bụi bằng nước để giữ cho cả ngôi nhà và máy hút bụi của bạn luôn được sạch sẽ. Như vậy, vừa rồi mình đã giới thiệu tới các bạn một chiếc máy hút bụi cầm tay Panasonic MC-FBV01. Và nếu còn thắc mắc và cần giải đáp, các bạn có thể truy cập vào website cônghệnhật.com hoặc lên tới hotline miền Bắc 088-6767-888 hoặc hotline miền Nam 081-6767-888 để được hỗ trợ. Khi đến với Công nghệ Nhật, các bạn sẽ được hỗ trợ miễn phí giao hàng trên toàn quốc và được hỗ trợ miễn phí giao hàng nhanh tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chỉ từ 1 cho đến 2 giờ. Cảm ơn các bạn theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video sau.